xung quanh dự án Six Element Tây Hồ Tây là các trục đường lớn như Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng. Cách ga đường sắt đô thị trên cao chỉ khoảng 500m. Dự án nằm kề cận hệ thống tàu điện ngầm số 2, một mặt tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Huyên và mặt đường 40m nối liền hai trục vành đai thành phố. Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây, nơi giao thoa giữa ba quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.